chị Thư à, tôi nghĩ là chắc mình thoát rồi. Chị cũng mệt rồi, hay là mình tìm chỗ nghỉ ngơi chút đi. Nhưng mà thôi tôi chịu được mà, đi lẹ đi, chứ nếu con nhỏ có chuyện gì nguy hiểm chắc tôi chết luôn quá. Má. 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 Coi kìa, Mợ Tư, Dưỡng Út, nhà hội đồng tâm vào nước tiếng xứ Bạc Liêu, tư tình riêng, nửa đêm dắt díu nhau đi bỏ trốn, đẹp mặt chưa? Má. Hai người làm vậy chẳng khác nào bôi cho trái cháu về mặt cha với má hả? Tội thông gian, nặng là xử chết, còn nhẹ chồng lòng heo thả xong đó. Chuyện không phải như hai người nghĩ đâu. Má à, con nhỏ nó sốt cao quá, con sợ nó có chuyện nên con mới ẵm nó đi gặp thầy Lan. Chẳng phải má đã mời thầy Pháp về cúng trừ tà cho nó rồi hay sao? Rồi còn cho nó uống thuốc phép nữa. Hai người chẳng qua là bỏ trốn, rồi bây giờ bị bắt, cho nên là giả bộ biện hộ vậy thôi. Chính vì nó uống nước phép cho nên nó mới bị nặng hơn đó. Tôi sợ quá nên tôi mới làm liều đi kiếm thầy Lan. Nè, nhà không còn người lớn hay sao mà thử ý tụi bay giải quyết không hỏi ý kiến ai hết vậy hả? Má, con xin má hãy suy xét lại. Con xin má hãy nghĩ cho tấm lòng người mẹ. Bởi vì con của con nó quá cấp bách cho nên con chưa kịp thưa với má. Con và chị dâu trong sáng, không có chuyện gì đâu. Hai người dắt díu nhau trong đêm, ai mà biết có phải vì đứa nhỏ hay không. Dù gì trước đây hai người cũng từng yêu nhau mà, ai mà dám chắc được tình cũ không rủ nhau đi. Chị Hai à, chị không biết thật hư chuyện này ra sao. Tôi nghĩ là tốt nhất chị đừng có xen vào thì tốt hơn. Má, trong lúc cấp bách con không biết phải mận sao, cho nên con mới xuống chị Tư ẵm đứa nhỏ đi tìm thầy Lan vậy. Lỗi là của con, má tha lỗi nha má. Bay đâu? Dạ. Nói dạ. Cổ hai đứa này về cho tao. Không đứng ở đây nữa, đứng lẫn quẩn ở đây, người ta thấy được mang tiếng nhút nhát cả đời. Mau lên. Dạ dạ. Đưa đứa nhỏ đây cho tao. Má. Mau lên. Con xin má mà má. Mau lên. Má ơi, má kiếm thầy Lan cho con nhỏ đi má. Mày đi ra tao. Má. Mau lên. Đi ra tao. Tại Hà Nội có thể xem truyền hình Vĩnh Long 1 trên hệ thống cáp analog của VTV Cáp tại vị trí kênh số 8. Đặc biệt, khán giả cả nước có thể xem truyền hình Vĩnh Long HD độ nét cao trên VTV Cáp, SCTV, HTVC, truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh.